xong rồi em quay xanh xi nào. Các bác thả tim nha, bác nào xem xanh xi thì bây giờ em qua ra em quay xanh xi đây. Em không quay thế nữa. Em quay thế thôi. Bác nào mua thì các bác cứ ra qua Zalo đã, em chụp ảnh em gửi ảnh cho. Bác nào xem xanh xi thì em đang quay tiếp tục xanh xi nào. Các bác thả tim cho em để cho em biết là các bác thích xanh xi mình thích thích sung đi. Xanh xi nhá. Xanh xi mới cả xanh xi mới sung nhá. Ôi. Oh. Xanh xi, sung sung xanh xi. Sung này gọi là sung nếp siêu quả nha các bác nhá. Xanh đây, cây xanh này, xanh này xanh quê đây. Cây xanh quê này 4 củ rưỡi đấy ạ. Cây xanh quê này 4 củ rưỡi nha các bác nhá. Khế ngọt ạ, khế ngọt ạ. Cái xanh quê này là 4. Có phải Zalo tên Thủy Thỏ không? Đúng rồi ạ, Zalo em tên Thủy Thỏ. Em là Thỏ, em là Thủy. Con em nó tên là Thỏ nên em đặt tên là Thủy Thỏ. Đây ạ. Zalo của em thì nó full bạn rồi nên là em không kết bạn được. Mọi người mua gì mọi người cứ nhắn vào Zalo thôi, nát em phát like xong rồi em trả lời nha các bác nhá. Mọi người cứ nhắn tin vào Zalo nát em xong like cái em trả lời các bác luôn. Bởi vì bây giờ thì em chưa trả lời được, bởi vì em đang phát live, em đang nói chuyện với các bác trên này rồi. Thì em không trả lời được nha, các bác đừng gọi điện cho em. Bởi vì có một số bác cứ gọi điện cho em mà em đang phát live thì em làm sao em nghe điện thoại được đúng không? Chứ không phải là em chảnh, em không nghe điện thoại nhá, không phải em chảnh. Cái này 4 củ rưỡi này, rồi ok, xong cái này. Xanh này là xanh quê nha các bác nhá, xanh quê. Xanh ôm tạc đá đấy ạ. Sung đâu, đây. Sung ngay bên cạnh đây, chờ lát quay xong xanh thì đến sung nhá. Các bác cứ bình tĩnh giúp em, cứ bình tĩnh giúp em, đâu sẽ có đó hết. Đâu sẽ có đó, em quay xanh xong em quay sung. Mọi người xem like cho em, mỗi người xin cho em một thản một tim đi, thả tim cho em đi ạ. Các bác ơi, các bác thả tim cho em đi ạ. À, mới được 1,4k được thích thôi, các bác thả tim cho em lên 2.000, 3.000 đi. Vừa nãy em quay bưởi nha, các bác thả tim cho em lên 6.000 luôn. Mà bây giờ quay này, quay từ nãy giờ nói cứ xa xả thôi mà chưa thấy tim gì cả. Cái này cũng 4 củ rưỡi ạ, 4 củ rưỡi nha các bác nhá. Ai mua cái nào thì inbox vào Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em. 0969 162 214 ạ. Khàn hết tiếng rồi. Mất hết giọng nói. Em quay sơ sơ rồi, còn bác nào thì muốn quan tâm cái nào nát em chụp ảnh cho. Cây khế shop, cây khế vừa quay lẫy rồi gì nữa không xem. Bây giờ lại bảo em vào quay cây xế khế. Ở đây chỉ có xanh quê thôi, không có xanh năm điền. Xanh năm điền ở vườn này không, ở vườn này chỉ còn có đặt xanh quê thôi, không đặt xanh năm điền vườn này. Alo. Vâng, em đang cần xe gửi hàng đến Lào Cai, chị có xe không? Thế á? Chị cho em số xe Lào Cai đi. Em chở hai cái bưởi đi Lào Cai. Cho em số xe luôn nhá. Ok ok, gửi luôn cho em nhá. Ok ok. Em cảm ơn chị nhá. Đấy, đang có một bác ở Lào Cai mua hàng. Cái này là 4.5 củ nhá, 4.5 củ xanh quê ạ. Xanh năm điền thì vườn này không có xanh năm điền, vườn này chỉ có một cây xanh năm điền to xa xa, cái này hơn tỷ cơ. Cái này hơn tỷ. Có một cây xanh năm điền đây nhưng mà hơn tỷ cơ. Bây giờ quay hàng bình dân cho các bác thôi, tiền tỷ nó nặng tiền quá. Nặng tiền tỷ thì lại phải bác là biết chơi, phải đến tận vườn thẩm định cho em cơ, chứ còn tiền tỷ em không quay nên. Tiền tỷ thì hôm nào làm cái TikTok riêng, thằng bác nào mà có đam mê với cả xanh ý, thì các bác đến tận vườn cho em thẩm định chứ. Tiền tỷ thì em không quay lên đây. Bưởi bác nào mua thì qua Zalo em gửi ảnh cây, theo cây nó tùy theo cây ạ. Nhà em có hàng một củ rưỡi ý. Hàng 3 củ, hàng 4,5 củ. Đây ạ. Cái này là cái sung nếp siêu quả nha các bác nhá, sung nếp siêu quả. Em nghe đây anh ơi. Khỏe không?
Ui dồi ôi, anh biến đâu mất, anh cả thế là ý ới thì em. Vâng ạ.